Xin chào mọi người, mình là Thái Phạm. Thì rất vui được gặp lại mọi người trong cái buổi livestream về nhận định về cái thị trường ngoại hối cũng như là cái thị trường là hàng hóa liên quan. Và hôm nay cái trọng tâm của chúng ta sẽ là về cái thông tin về giá vàng. Thứ nhất là giá vàng đã đang bứt phá này, và thứ hai là những cái thông tin bất ổn xoay quanh cái ngân hàng của Mỹ và một vài những cái thông tin về đồng USD. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2023. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu cái phần trình bày của mình. Đầu tiên, khi mà bước vào phần nhận định về thị trường, chúng ta sẽ cùng là điểm qua một vài cái thông tin quan trọng ngày hôm nay. Nó bao gồm những cái thông tin tin tức gì. Thì anh chị thấy là đây là ngày 21 tháng 3, là ngày hôm nay. Và hiện tại đang là cái thời điểm mà sắp tới sẽ có tin CPI của Canada này, cái đồng Canada. Và những cái thông tin hầu như là nó có cái màu cam như này, thì nó sẽ ít có tác động đến cái đồng USD. Cho nên hôm nay theo đánh giá của Thái thì thị trường nó đang khá là biến động, khá là nhẹ và hầu như là không có thông tin gì nổi bật về thị trường. Cho nên có thể thấy hôm nay là một ngày mà thị trường nó xuất hiện những cái lịch kinh tế rất là nhẹ. Ok, tiếp theo là đến với phần chỉ số USD. Thì hiện tại cái chỉ số USD này đang dao động quanh cái mức là 103. Đây là cái biểu đồ của cái chart của USD. Anh chị có thể nhìn trên cái biểu đồ này. Và những cái thông tin về cái đồng USD nó sẽ bao gồm đồng USD đã bị áp lực vào ngày thứ hai do cái ngân hàng là UBS của Thụy Sĩ này buộc sáp nhập cái đối thủ là cái ngân hàng Credit Suisse này. Thì cái ngân hàng UBS này của Thụy Sĩ mua, dự kiến là sẽ mua cái ngân hàng Credit này luôn, là với cái giá là khoảng 3,2 tỷ USD. Thứ hai là các cái ngân hàng liên quốc gia hiện đang thực hiện các cái hành động là phối hợp để mà tăng cường cung cấp cái thanh khoản thông qua các cái thỏa thuận. Thì cung cấp cái thanh khoản ở đây là cung cấp cái đồng USD, có nghĩa là tăng cái thanh khoản giao dịch của đồng USD lên. Thứ ba là quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang về việc tăng lãi suất sẽ được đưa ra vào cái ngày thứ tư. Thì cái Cục Dự trữ Liên bang là Fed dự kiến sẽ nâng là 0,25% trong cái ngày thứ tư này. Thì cái số liệu thì sẽ trong cái slide tiếp theo. Thì chút nữa đến cái slide tiếp theo thì Thái sẽ trình bày về cái số liệu cũng như là những cái công cụ mà đo lường cái tâm lý của nhà đầu tư dự đoán về cái mức lãi suất Fed này. Thì tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ có một cái biểu đồ về các cái loại tài sản trong cái tháng này. Thì trong cái tháng này, anh chị có thể thấy là cái giá vàng này, sau USD này, hiện tại đang là tăng 7.71% và giảm sâu nhất trong cái tháng này. Đầu tiên phải là trái phiếu 2 năm của Mỹ. Thứ hai là cái giá dầu. Giá dầu anh chị có thể thấy là trong cái từ đầu tháng đến giờ giá dầu giảm là âm 11,5%. Và chứng khoán VN Index của Việt Nam thì giảm 1,68 này. DXY chính là cái chỉ số về đô la hiện tại đang là âm 1%. Nghĩa là từ đầu tháng đến giờ ba cái chỉ số này hầu như là rất ít dao động. Và cuối cùng là cái chỉ số SP500 hầu như là không có thay đổi luôn. Nó có giảm nhẹ trong giữa tháng này, nhưng mà đến gần cuối tháng, tới ngày 21 này thì thị trường nó đang là đi ngang, chủ yếu là ba loại tài sản này là đi ngang. Ok, nguyên nhân mà giá vàng nó tăng mạnh như này cái đợt vừa qua, thứ nhất là do các cái sự kiện về ngân hàng đó là liên tục nó đưa ra những cái thông tin nó gặp khó khăn về cái kinh tế, thì nhà đầu tư người ta thấy là hiện tại giá vàng cũng đang trong một cái thời điểm mà đầu tư thích hợp, cho nên người ta chuyển dần cái dòng tài sản của mình qua để mà đầu tư giá vàng. Cho nên là anh chị thấy cái giá vàng liên tục nó tăng trong từ đầu tháng đến giờ, tăng đến là gần 8%. Nguyên nhân một phần cũng là do nhà đầu tư đang sợ rủi ro, bởi vì những cái kênh như là trái phiếu này, hoặc là những cái kênh như là chứng khoán này, hoặc là đô la, hiện tại nó không hấp dẫn bằng cái kênh đầu tư vàng. Thì mặc định là Thái không có, thì chút nữa vào cái video thì cái phần phân tích Thái sẽ nói cụ thể hơn về cái xu hướng của giá vàng cũng như là xu hướng của USD và các cái loại tài sản tiềm năng tiếp theo. Thì ở đây chính là về phần nhận định về giá vàng. Giá vàng đang đấu tranh cho các cái hướng rõ ràng quanh cái mức là 1980 đô la sau khi mà giảm từ cái mức cao là trên 2000. Có nghĩa là từ đầu tuần này giá vàng đã có dao động lên là trên 2000, thì đâu đó quanh 2009 đô. Thì sau khi là lên cái vùng này, thì cái vùng kháng cự này, thì giá vàng bắt đầu là điều chỉnh. Thì hiện tại giá vàng nó đang điều chỉnh so với cái vùng đỉnh 2000 trong cái đầu tuần này. Thứ hai là lợi suất trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ mở rộng cái sự hồi phục này so với ngày hôm trước, từ đó nó đè nặng lên cái giá vàng. Thì khi mà cái trái phiếu nó tăng
nó hồi phục thì cái giá vàng nó sẽ có cái tâm lý là những cái dòng tiền nó sẽ thu hút kênh trái phiếu này, thì nó làm cho cái giá vàng nó có cái tâm lý là đè nặng lên thôi. Thì cái thông tin này thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá vàng cho lắm, nói chung là nó chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ về tâm lý thôi. Và thứ ba, Fed Watch này của CME này xác suất chứng kiến cái mức tăng lãi suất là 0.25% của Fed này vào cái phía tối thứ tư giờ Việt Nam, có nghĩa là đầu sáng thứ tư giờ Việt Nam này, ở đây là cái cổ phiếu Mỹ này là tối thứ tư vào thứ tư chứ xin lỗi mình nhầm thứ tư là tầm 1-2 giờ sáng giờ Việt Nam. Thì anh chị nếu mà muốn xem cái thông tin của lãi suất Fed thì anh chị nên chờ đến 1-2 giờ sáng giờ Việt Nam để mà anh chị xem cái công bố lãi suất tăng từ mức 65% của tuần trước, thì nghĩa là tuần trước dự đoán là chỉ là 65%, sẽ là 0.25% thôi. Nhưng mà sau khi mà xuất hiện những cái thông tin về ngân hàng phá sản thì Fed dự kiến là nó sẽ củng cố cho cái thông tin là Fed sẽ nâng là 25%, thì từ cái 65% nó lên 75%, nghĩa là cái tâm lý nhà đầu tư cũng như là tâm lý của thị trường chung khi kỳ vọng là Fed sẽ nâng cái mức lãi suất là 0.25% lên là 75%. Và cuối cùng là nhận định về giá dầu. Giá dầu thì anh chị có thể thấy là ở đây xuất hiện một cái dự báo là dự trữ dầu thô hiện tại đang là giảm so với trước đó. Thì ngày 22 tháng 3 này khi mà công bố cái dự trữ dầu thô này ra, nếu mà cái kết quả dự báo mà nó là giảm quanh cái mức này thì nó sẽ tích cực cho cái dầu thô, bởi vì cái dự trữ dầu thô mà nó giảm thì giá dầu thường thường nó sẽ tăng. Những cái thông tin về dầu thô nó sẽ bao gồm là dự dầu thô của Mỹ này tăng từ 2.131%, và thứ hai được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ giảm do cái đồng USD nó giảm này, và tâm lý thị trường nó đang được cải thiện dần. Nhưng mà cái tâm lý nó sẽ mỏng manh trước cái cuộc là họp chính sách tiền tệ của Fed này và cái quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương của Anh là Fed và BOE, nghĩa là hai cái lãi suất của ngân hàng này nó sẽ tác động rất là nhiều đến cái tâm lý của nhà đầu tư giá dầu. Và bất kỳ một cái xu hướng dự hậu nào của các cái ngân hàng trung ương nó cũng có thể là làm chệch cái hướng cái tâm trạng và cái tâm lý của các cái nhà giao dịch đó. Thì nãy giờ thì chúng ta đã đi qua được là cái phần tin tức cũng như là những cái thông tin về vĩ mô trên cái thị trường về các cái loại tài sản. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái phần là thực hành dựa trên là phân tích kỹ thuật để mà mình đưa ra được những cái xu hướng chung của thị trường. Thì ở đây Thái đang có một cái biểu đồ về giá vàng. Thì sau khi mà mình phân tích nãy giờ thì anh chị có thể thấy là giá vàng hiện tại nó đang đứng bên một cái vực cái xu hướng là điều chỉnh nhẹ. Thì nghĩa là trong cái xu hướng ngắn hạn khoảng đâu đó là tầm 1 tới 3 ngày thì giá vàng khả năng cao nó sẽ điều chỉnh về đây. Thì đây chính là vùng mà giá vàng kỳ vọng điều chỉnh về, và cái vùng mà Thái kỳ vọng mua sẽ là quanh cái vùng này. Thì bây giờ anh chị xác định là giá vàng nó đang trong một cái xu hướng đang tăng mạnh thì mình không có nên là đi ngược xu hướng, thậm chí là mình biết là nó đang hình thành xong cái mô là vai đầu vai head and shoulder thì mình cũng không cần khuyến nghị là nhà đầu tư đi bán xuống từ vùng này về vùng này. Thì theo cái phân tích kỹ thuật là nhà đầu tư khi mà bán theo cái chiến lược này, nghĩa là từ từ đây về đây thì nó sẽ bằng 3.800 pip rồi, thì nó sẽ bằng là từ đây về đây từ vùng này thì đây cũng là quanh cái vùng này luôn, có nghĩa là từ cái vùng đỉnh về cái vùng cổ. Thì theo cái phân tích kỹ thuật của cái mô hình này thì là cái vùng chốt lời sẽ là ở đây. Nhưng mà là một nhà đầu tư theo xu hướng thì Thái không khuyến khích là nhà đầu tư đi bán ngược với cái xu hướng này, thì cho vậy Thái sẽ khuyến nghị là nhà đầu tư nên mua xuất hiện những cái lệnh là buy limit ở vùng này và những cái lệnh buy limit theo cái giá vàng ở vùng này, thì nó sẽ đảm bảo cho mình cái mức độ là an toàn hơn là mình đi ngược với xu hướng. Cho nên trong một cái xu hướng nó đang tăng, mình biết là thị trường nó đang setup cho một cái tín hiệu là giảm như này thì mình không nên là đi ngược với cái xu hướng, mình bán ở đây, mình kỳ vọng một chốt lời ở đây. Như vậy nó cũng khá là rủi ro mà mình nên chờ nó giảm ở đây những cái vùng hỗ trợ tích cực để mà mình buy limit hoặc là mình mua lên. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua cái phần là phân tích về Euro USD. Thì nhìn trên biểu đồ thì anh chị có thể thấy này, đây là cái tín hiệu trên cái giá vàng. Đây, giá vàng hiện tại nó đang đi vào một cái xu hướng của sóng tăng. Đây, cái sóng của nó đang tăng lên như này. Thì mình đi mình bán trên này, có thể là nó sẽ có lời một ít trong ngắn hạn thôi. Nhưng mà về cái điểm là an toàn, ổn định thì mình không có khuyến khích nhà đầu tư, nên là mình sẽ chờ cái điểm mua ở đây, nó sẽ an toàn cho cái tài sản của mình hơn. Và tiếp theo mình sẽ phân tích dựa trên cái biểu đồ là tuần
để mà mình cùng nhìn trên cái biểu đồ tuần nó sẽ có những cái tín hiệu nào. Nhìn trên cái biểu đồ tuần thì anh chị có thể thấy là đây nó đang xuất hiện một cái mô hình là ba đỉnh. Cái vùng kháng cự của nó sẽ là vùng này. Và cái vùng hỗ trợ nó sẽ là vùng quanh cái vùng này. Thì đây chính là cái vùng hỗ trợ của giá vàng. Thì sau một cái thời gian mà giá vàng nó chỉnh lên trên này và nó chỉnh sâu lên trên này thì bắt đầu nó về cái vùng này, nó xuất hiện một cái nhịp là fail breakout này. Thì đây là một cái tín hiệu là thị trường nó giảm xuống dưới cái vùng hỗ trợ, rồi sau đó nó đã quay lại cái vùng bên trong cái kênh này rồi tiếp tục một xu hướng tăng. Thì thấy kỳ vọng giá vàng sẽ lên trên này và trong cái tương lai nó sẽ chỉnh về cái vùng này, quanh cái vùng này, rồi tiếp theo là từ cái điểm này tăng thẳng lên trên, vượt lên trên cái vùng kháng cự này luôn. Thì trong cái trường hợp mà giá vàng nó tăng lên vượt 1.050 quanh cái mức kháng cự này thì giá vàng khả năng cao nó sẽ còn lên rất là cao. Lên kỳ vọng trong cái tương lai thì Thái không có dự đoán trước được, thì mình sẽ chờ những cái tín hiệu mua ở đây. Thì theo cái quan điểm cá nhân của tôi thì cái giá vàng trong cái xu hướng là từ 3 tới 6 tháng thì mình có thể là đầu tư được về một cái xu hướng dài hạn, và cái điểm mua của chúng ta phù hợp sẽ là quanh cái vùng này. Đây chính là cái vùng mà chúng ta nên mua cái giá vàng dựa trên cái chiến lược là nắm giữ từ 3 tới 6 tháng thì nhà đầu tư nên kỳ vọng mua giá vàng. Ok, như vậy là chúng ta đã đi qua xong cái phần là nhận định về giá vàng. Thì bây giờ mình cùng phân tích trên cái biểu đồ của cặp Euro USD thì nó đang cho những cái tín hiệu nào. Thì mình cùng là phân tích luôn. Thì trong cái mô hình là ngắn hạn của cặp Euro USD thì anh chị có thể thấy là nó đang cho một cái mô hình lá cờ. Anh chị nếu mà bật qua biểu đồ 15 phút này, lướt sóng ngắn hạn luôn, mình cùng xem cái tín hiệu này. Anh chị có thể thấy đây nó xuất hiện một cái mô hình lá cờ này. Thì đây xong mô hình lá cờ thì mình có thể là mua theo cái xu hướng được, và cái mục tiêu chốt lời của mình sẽ là quanh cái vùng 7.500. Ok, thì Thái sẽ auto mua ở đây, chốt lời trên này, cắt lỗ sẽ là dưới vùng này, đặt thêm một cái lệnh buy limit ở đây nữa, take profit 7.500. Ok, thì như vậy thì xong cái chiến lược của cặp EURUSD. Nhìn theo cái lướt sóng ngắn hạn thì mình có thể thấy là nó đang cho một cái tín hiệu của cái mô hình breakout và vào xu hướng tăng, thì mình sẽ mua ở đây. Thì lúc nãy Thái vào cái thời điểm mà Thái vào cái biểu đồ này nó hơi trễ, cho nên cái điểm mua của mình nó cũng tương đối là khá là trễ. Thì Thái sẽ đặt cái lệnh mua buy limit ở đây để mà chờ khớp cái lệnh tiếp theo. Nhưng mà xu hướng trong ngắn hạn của cặp EURUSD Thái kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tăng lên cái vùng là kháng cự quanh cái vùng này. Đây chính là cái vùng mà kháng cự mà Thái kỳ vọng sẽ chốt lời. Rồi, bây giờ mình cùng là nhìn trên cái biểu đồ là dài hạn hơn với cặp EURUSD để mình đưa ra cái chiến lược hiệu quả. Đầu tiên mình nhìn trên cái biểu đồ tháng. Thì tháng thì nó đang cho một cái tín hiệu là giảm. Thì anh chị cũng có thể thấy này. Đây. Thì nó đang vào một cái kênh giảm ở đây. Thì trên cái biểu đồ tháng thì chúng ta vẫn nhìn thấy là euro nó đang trong một xu hướng giảm này. Bật qua cái biểu đồ tuần. Sau khi mà mình sâu qua cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy đây là cái vùng kháng cự của cặp EURUSD. Mình sẽ vẽ lại cái đường đó. Ở đây, nó cũng nằm xem như này. Sau khi mà nó qua được cái biểu đồ tuần như này rồi thì mình sẽ bật qua biểu đồ ngày. Mình cũng thấy là biểu đồ tuần nó cho tín hiệu giảm luôn. Rồi, cái biểu đồ ngày thì nó đang cho một cái tín hiệu là sẽ test lại quanh cái vùng kháng cự này. Thì trong cái trường hợp mà cái cặp euro nếu mà nó tăng được từ đây lên trên này thì mình khuyến khích là nhà đầu tư nên bán xuống. Mục tiêu của chúng ta bán ở vùng này và chốt lời sâu ở quanh cái vùng sóng 1, sóng 2. Đây nó đang tạo thành mô hình sóng Elliott này, 1 2 3. Thì ở đây mình sẽ là cái lệnh sell limit trên này quanh cái mức này luôn. Ok, đây là những cái chiến lược mà trade dài hạn, trung dài hạn của mình. Rồi, sau khi chúng ta đi qua được cái cặp EURUSD thì bây giờ mình sẽ đi đến với cái phần là cặp GBPUSD. Thì đầu tiên, mình sẽ nhìn trên cái biểu đồ tháng cho anh chị em cùng theo dõi luôn.
trên cái biểu đồ của nến tháng thì mình hiện tại thì đang thấy nó đang có một cái tín hiệu là break out, xong rồi nó fail break out này. Đây là một cái xu hướng nó đang bắt đầu giảm từ đây về đây, xong nó tạo thành một cái xu hướng là kênh tích lũy ở đây. Nhưng mà như lúc nãy anh chị thấy trên cái biểu đồ vàng, vàng nó cũng có một cái nhịp giảm xuống dưới đáy này, rồi sau đó nó xuất hiện một cái nhịp là fail break out. Thì trên cái biểu đồ cặp GU này thì Thái sẽ khuyến nghị là anh chị nên mua. Mình nhìn trên trên cái biểu đồ ngày thì mình đang thấy một cái tín hiệu mua rồi, trên cái biểu đồ tháng luôn, hiện tại đang xem trên biểu đồ tháng này. Nếu mà là trên cái biểu đồ tháng thì nó hơi dài để mà vào cái tín hiệu mua. Ok, nhưng mà nhìn trên cái biểu đồ ngày thì nó vẫn có thể mua được luôn nha anh chị. Trên biểu đồ ngày nếu mình vẽ ra, thay cho cái đường trend line này chuyển qua cái đường là màu đen. Ok, nếu mà anh chị nhìn trên cái biểu đồ này thấy đây đang là một cái tín hiệu mua rất là tốt này, mô hình ba đỉnh này, tích lũy này và break out, vì vậy Thái sẽ cứ nghĩ là nhà đầu tư nên mua ở đây. Stop loss sẽ là dưới vùng này. Cái giá mục tiêu của chúng ta sẽ là quanh cái vùng hỗ trợ này. Ok, đây là chiến lược với cặp GU. Nếu mình nhìn trên cái biểu đồ tháng này thì anh chị có thể thấy là cái điểm chốt lời của chúng ta nó sẽ là đâu đó trên này, nhưng mà mục tiêu của mình an toàn cho nên mình sẽ chốt lời vùng này trước. Ok, như vậy là xong hai cái setup. Bây giờ mình cùng theo dõi trên cái biểu đồ của giá dầu. Giá dầu dựa trên cái trong cái xu hướng ngắn hạn. Trong xu hướng ngắn hạn thì giá dầu nó đang cho một cái tín hiệu tích cực, đó chính là dự trữ dầu thô của Mỹ giảm. Thì khi mà cái dự trữ dầu thô của Mỹ giảm thì giá dầu nó sẽ tăng. Bởi vì các nhà đại lý người ta bắt đầu người ta nó dự trữ cái nguồn cung của nó, cái dự trữ của nó bị giảm thì các đại lý nó sẽ bán giá nó sẽ cao hơn. Biểu đồ tuần, bây giờ mình xem xét trên cái biểu đồ tuần nha. Đầu tiên trên cái biểu đồ tuần, anh chị thấy là nó hình thành xong một cái mô hình vai đầu vai. Trên cái chỉ báo nó đang cho một cái tín hiệu là vai đầu vai này. Thì ở đây nó lại ngay cái vùng là hỗ trợ. Ở đây chính là một cái vùng hỗ trợ mạnh của một cái xu hướng tăng. Anh chị có thể nhìn trên cái biểu đồ sóng này, từ đây lên trên này thì cái vùng này nó chính là rơi vào cái điểm là Fibo 0.5. Fibo 0.5 mình sẽ cho nó chuyển qua cái đường màu đen luôn cho dễ nhìn. Ok, ở đây hiện tại đang rơi vào cái điểm là Fibo 0.5. Nếu mà nhà đầu tư nào đi mua đi bán ở vùng này thì nó lại tương đối là không hiệu quả. Cho nên Thái sẽ tiếp tục khuyến nghị là nhà đầu tư nên mua ở vùng này, dựa trên cái dự trữ cho thô tăng, dựa trên cái vùng là Fibo 0.5, dựa trên là cái đồng USD. Có thể là vào cái phiên ngày mai khi mà Fed công bố lãi suất ra thì đồng USD nó sẽ tăng nhẹ, nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá dầu. Nhưng mà trong cái xu hướng về trung hạn thì giá dầu nó vẫn đang ngay cái vùng là 0.5 này, nó được hỗ trợ rất là tốt, thì nhà đầu tư có thể là canh mua ở đây. Thì Thái sẽ khuyến nghị là nhà đầu tư mua. Mua luôn. Ok. Vùng Fibo 0.5 nó lại rơi vào ngay cái vùng hỗ trợ. Thì mục tiêu của chúng ta sẽ là chốt lời quanh 80. Theo cái kỳ vọng của các quỹ đầu tư dầu. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã nhìn xong cái view của cái thị trường. Thì trong cái xu hướng mà dài hạn hơn thì mình có thể chốt lời giá dầu ở đâu? Đầu tiên là cái vùng là 80. Cái thứ hai sẽ là quanh quanh vùng 89 này. Ok, quanh 80 đến 89 nha anh chị. 80 89 là cái điểm mà mình chốt lời giá dầu. Ok, như vậy là Thái đã trình bày xong những cái quan điểm chung về thị trường. Nhưng mà theo cái video trước thì thấy là anh chị cũng cũng có quan tâm đến một phần là các cái giá như là coin. Thì bây giờ Thái sẽ phân tích ngắn qua sơ qua về cái biểu đồ của Bitcoin cho anh chị cùng là theo dõi luôn. Bitcoin, để xem coin nằm ở đâu ha. Crypto BNB không có đúng đây, không thấy Bitcoin. Bitcoin nó sẽ nằm ở cái mục là crypto 1 hoặc là crypto 0. Ở à đây crypto nằm ở đây. Ok, thì hiện tại nếu mà mình nhìn trên cái biểu đồ của cái Bitcoin này
mình có thể thấy là một cái cây nến Marubozu rất là dày ở vùng này. Trên biểu đồ là nến Tùng. Đây nó đang xuất hiện một cái cây nến là Marubozu này. Cây nến này nó thể hiện là phe mua đang chiếm hoàn toàn cái ưu thế ngay tại cái vùng này. Thì sau khi mà vượt qua cái vùng là kháng cự này, nó lại xuất hiện một cái gap tăng lên rất là mạnh. Thì ở đây thấy có nghĩa là nhà đầu tư nên chờ mua ở vùng này. Buy limit quanh cái vùng là dưới này. Buy limit ở vùng này thì nó sẽ an toàn cho các nhà đầu tư hơn. Mua limit ở vùng này dựa trên biểu đồ tuần. Bây giờ mình nhìn qua biểu đồ ngày nó sẽ như nào. Trên cái biểu đồ ngày thì đây cũng chính là cái vùng hỗ trợ của Bitcoin. Thì chúng ta có thể là mua được quanh cái vùng này nha anh chị. Ok. Và mục tiêu chốt lời tiếp theo của Bitcoin nó sẽ là quanh cái vùng 30.000. Cái vùng là kháng cự rất là mạnh này này. Tương đối là mạnh thôi chứ không phải là rất mạnh. Thì anh chị có thể tham khảo kịch bản này theo cái khuyến nghị của Thái Phạm. Thì những cái khuyến nghị về này, về cái thị trường này, nó sẽ luôn luôn bao kèm những cái miễn trừ về rủi ro. Thì khi mà mình trading trên cái thị trường tài chính nó có biến động rất là nhanh như thị trường là FX, thì anh chị cần phải có những cái biện pháp để mà mình phòng chống rủi ro. Chẳng hạn như là stop loss này, hoặc là cái khối lượng lệnh của mình nó phải tương đối là phù hợp với cái tài khoản của mình. Tránh cái trường hợp là mình nhồi tất cả vào một lệnh, hoặc là mình đi ngược xu hướng rồi mình DCA. DCA là mình mua double lên, nghĩa là giá nó càng giảm thì mình lại càng mua. Thì như vậy nó rất là nguy hiểm và rủi ro, nhất là đối với những cái trường hợp mình đi ngược xu hướng nữa. Cho nên anh chị khi mà mình tham gia vào thị trường, mình cần phải tìm hiểu một cái kiến thức, một cái nguồn thông tin nó đáng tin cậy để mà mình giao dịch cho nó hiệu quả. Thì trong cái trường hợp nào mà anh chị muốn trade cũng như là giao dịch trực tiếp với Thái Phạm, thì anh chị có thể là điền cái thông tin của mình vào cái đường link bên dưới để mà được là các bạn nhân viên tư vấn hỗ trợ cho mình vào cái room Telegram tư vấn trực tuyến hàng ngày luôn. Thì video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Rất vui được gặp mọi người trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người vào mỗi thứ ba hàng tuần. Mình là Thái Phạm. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.